Nhìn nước mắt em đang rơi vì ai mà lòng anh cứ đau tắt lại. Giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn để anh ôm lấy em và nói đừng khóc nữa, hãy nín đi được không. Nhìn đôi mắt em đã sưng lên kia, chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu. Nào ngoan nhé, nghe anh một lần thôi. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi, em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Hãy cầm chặt tay anh sẽ dẫn em đi qua lối đau này, và dìu em bước trên con đường dài phía trước. Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc, dù anh đâu thật buồn cười khi ông trời rất khéo sắp đặt. Dạo hôm nay anh ta rất bận, còn em không muốn cô đơn rất trốn tấp nập. Đôi mắt chứa nỗi buồn bất tận và em thấy chân thật của anh đang rất gần. Quá nhiều lần anh ta làm em thất vọng và có lẽ đến giờ thì em cũng bất cần. Người ta sai thì cứ để anh sửa. Nếu như em chấp nhận để mà đánh đổi em thì anh thừa sức để gánh nổi nó, thì hơi khó để mà làm được điều đó. Nên cái cục này làm sao có thể nào để mà tránh khỏi. Vậy nên tốt nhất là đừng trách anh mà cho em ở chỗ nào và những lúc em cần nhất. Anh chưa một lần nhìn thấy trong tầm mắt. Không có đẳng cấp. Và đây là câu nói mà em không muốn nghe. Hãy cứ rõ ràng về những mong muốn đi. Về đến nhà em rồi mà sao không xuống xe. Em nói chưa muốn về, em nói muốn có anh ở bên. Và baby quyết định là ở anh, quyết định không phải là ở em. Em nói chưa muốn về, em nói muốn có anh ở bên. Và baby quyết định là ở anh, quyết định không phải là ở em. You know my baby. Alright. That I'm not your baby. Sẽ dẫn em đi qua lối vào này, và dìu em bước trên con đường dài phía trước. Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc, dù anh đâu, anh vẫn xin chấp nhận. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.